Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai dự báo ngày và đêm ngày 11 tháng 1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng xuống Lào Cai gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Sau có mưa vài nơi, nhiệt độ tiếp tục giảm thấp. Mưa tuyết rơi nhiều hơn và lan tỏa xuống thị xã Sapa. Trước đó, từ đêm về sáng ngày 11 tháng 1, có một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống Lào Cai. Thời tiết có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp hơn so với ngày hôm trước. Hồi 7 giờ ngày 11 tháng 1, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc đo được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: thành phố Lào Cai xuống mức 8,8 độ C, phố Giàng, Bảo Yên 8,9 độ C, Sapa âm 0,8 độ C. Bà Đào Thị Thanh Nga, trạm trưởng khí tượng Sapa, cho biết nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, khu vực từ trạm Tôn lên đỉnh Phan Xipang xuất hiện mưa tuyết. Tuyết rơi với cường độ nhẹ cùng với mưa nhỏ, bắt đầu lúc 0 giờ ngày 11 tháng 1 và kéo dài khoảng 30 phút rồi chấm dứt. Theo người dân địa phương, tuyết bắt đầu rơi dày lúc 1 đến 2 giờ sáng và kéo dài đến sáng nay. Nhiệt độ tại đây xấp xỉ 0 độ C. Tại xã vùng cao Y Tý, huyện Bát Sát, đồng xuất hiện mưa tuyết với cường độ mạnh hơn. Mưa tuyết phủ trắng đường đi, ngọn cỏ bám vào cành cây tạo nên khung cảnh như bầu trời mùa đông ở châu Âu. Đây là trận mưa tuyết đầu tiên ghi nhận được ở hai địa phương trên trong mùa đông năm 2021. Tuy nhiên cũng chính do băng tuyết mà nhiều tuyến đường tại Sapa bị trơn trượt, đối với những tài xế không có nhiều kinh nghiệm lái xe trong điều kiện thời tiết này sẽ rất dễ gặp tai nạn. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông thị xã Sapa cho biết, sáng ngày 11 tháng 1 thời tiết khắc nghiệt, xuất hiện băng giá và tuyết khiến đường lên đèo Ô Quy Hồ trơn trượt, gây khó khăn cho các tài xế. Một vài phương tiện như xe tải, xe bán tải đã gặp sự cố, trơn trượt, va vào vách đá. Dù không gây thiệt hại về người, tuy nhiên va chạm này rất khó để khắc phục do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và dịch vụ sửa chữa thì không hề thuận tiện. Hiện chúng tôi đang hỗ trợ các tài xế gặp sự cố và đã cấm đường cách trung tâm thị xã Sapa 5 km lên đèo Ô Quy Hồ để đảm bảo an toàn cho người dân, đội trưởng đội cảnh sát giao thông nói.